Good morning, everyone. My name is Rebecca. I am a member of the BTC committee and co-host for this workshop. Saigon South International School is honored to be hosting the 9th annual Vietnam TED Conference in collaboration with UNIS Hanoi. It is also an honor on behalf of the BTC to introduce you Dao Nguyen, who will talk us about Flipgrid in the upcoming workshop. Dao is from Saigon and he is her 16th year teaching at SSIS. She has some great insights to share with us today about her use of Flipgrid in the classroom. Go ahead, Dao. Yes. Thank you. Welcome to VTC năm 2021. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Đào. Mình đang làm việc tại trường SSIS. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cái app mới gọi là Flipgrid. Các bạn hãy theo mình nhé. Nội dung hôm nay mình cần chia sẻ là các bạn hãy download Flipgrid app về trên máy của mình. Thứ hai là mình sẽ chỉ cho các bạn làm sao sử dụng Flipgrid để tạo ra những topic. Thứ ba là làm sao mình có thể tương tác giữa lớp này với lớp khác. Ví dụ như mình đang ở Sài Gòn, mình có thể tương tác với lớp của bạn ở Hà Nội. Thứ tư là mình sẽ chỉ cho học trò cách sử dụng Flipgrid trên iPad. Đây là những video mình cần chia sẻ với các bạn nha. Các bạn hãy xem cùng mình nha. This is my sister. He helped me in virtual school. He helped me at some internet and like my homework. When I go outside and play and walk and run and have some fun. And I have so much fun from the break time. This week I'm from the break time. Some snack right now. Come, follow me. Here I eat some Oreos. Apple too. Happy snacks. So bye. My daughter spoke better with my mom. Then my mom helped me to get a Google Meet and also helped me to pack them and stuff. My mom helped me to spell the words, and if I get trouble, she helped me to do anything. So my mom is at home with me, keeping me safe, getting me on time to call on virtual school. She is waking me up. She's making breakfast for me. So my mother is the one that is doing the things to keep me safe, healthy, and on time. Okay, bây giờ mình sẽ vào bài học của mình hôm nay nha. Bạn sẽ cần sự bạn có thể sử dụng laptop, computer hay là iPad hoặc là điện thoại. Bạn cần có Gmail và flipgrid.com. Bạn sẽ đánh flipgrid.com sẵn sàng nha. Cái chủ đề thứ nhất là mình sẽ chỉ cho bạn cách tạo Flipgrid nha.
khi bạn sẽ đánh flipgrid.com trên máy của bạn thì sẽ hiện ra cái giao diện này. Bạn sẽ click vào Educator Sign Up. Sau đó bạn sẽ đến đây và bạn click vào Sign Up với Google. Bạn sẽ đăng nhập bằng email hoặc số điện thoại của mình. Khi bạn đăng nhập xong, bạn sẽ vào đến cái giao diện thế này. Thì bạn sẽ click vào Topics. Khi bạn click vào topic sẽ hiện ra như thế này. Bạn sẽ tự làm cho tạo title của mình và bạn có thể đặt vài câu hỏi. Cái này là mình làm. Cái này là mình chọn cái title của mình là giới thiệu bản thân và mình làm 6 câu hỏi ở đây. Khi bạn đã ghi câu hỏi ở đây, sau đó là bạn sẽ record video thì mình sẽ show bạn trực tiếp để bạn biết cách làm như thế nào nha. Bạn sẽ bấm vào record a video. Khi hiện lên thế này thì bạn phải nhớ những câu hỏi bạn đã vừa ghi ở trên. Bạn click vào và bạn đợi. Xin chào các con, hôm nay cô có vài câu hỏi muốn các con hãy giúp cô trả lời nhé. Con tên gì? Con mấy tuổi? Con học trường gì? Con thích mùa gì nhất? Ví dụ như vậy, xong bằng next. Xin chào các con, hôm nay cô có vài câu hỏi muốn các con hãy giúp cô trả lời nhé. Khi mình xong thì bạn click chữ confirm và bạn take a selfie. Bạn đây đây. Khi bạn take selfie xong thì bạn đừng click confirm nha, bạn sẽ bấm vào effects để bạn chọn frames. Đây rất hiện ra nhiều cái bạn thích nào thì bạn chọn. Đó. Xong bạn có thể chọn stickers. Ví dụ như bạn thích hình này thì bạn vậy. Bạn có thể chọn nhiều chức năng đây lắm. Sau khi bạn làm xong của mình thì bạn sẽ confirm. Rồi bạn lại tiếp tục click một lần nữa confirm. Và bạn hãy đợi. À, cuối cùng thì bạn đã xong rồi thì bạn click done. Khi bạn làm xong video thì bạn nhớ một điều quan trọng là bạn phải public. Click vào public thì học trò mới thấy được. Ở dưới đây thì có nghĩa là mình có thể chọn thời gian tùy theo bạn muốn chọn thời gian nào bạn muốn, nhưng mà mình nghĩ cái thời gian thích hợp nhất là 1 phút 30 giây. Những chỗ khác bạn không cần làm. Ở đây thì mình có thể set up time giống như là hôm nay mình làm, nhưng mà tuần sau thứ tư mình mới muốn học trò thấy được cái bài của mình thì mình sẽ chọn change time đây, bạn có thấy không? Đó thì bạn có thể chọn theo ý của bạn. Bạn không cần làm cái này. Những cái này bạn sẽ turn on, trừ cái lights là bạn đừng turn on, tại vì khi bạn turn on thì học trò chỉ click vào đó thì chỉ tặng cho các bạn của mình là trái tim. Nhưng mà mình thì mình muốn học trò phải comment lại cho bạn đó biết là bạn đó làm tốt chưa, hay là bạn đó cần làm gì thêm, nên mình tắt cái chế độ này. Rồi, cái này bạn chỉ cần basic feedback thôi nha. Khi bạn xong thì bạn sẽ bấm create topic. Khi bạn bấm create topic thì bạn sẽ thấy giao diện như thế này.
Đó nghĩa là mình đã làm xong. Sau đó là bạn thấy ngay chữ active, ngay cái mũi tên đầu tiên này, bạn sẽ thấy có 3 chế độ: active, frozen với là hidden. Ví dụ như mình đã làm sẵn vài cái topic, nhưng mình muốn cái này mình muốn share, cái này mình muốn share, nhưng mà cái bài thời tiết mình chưa muốn share thì mình bấm chữ hidden. Bạn có thể soạn bài trước cho một tuần hay là vài tuần cũng được. Sau khi bạn hoàn thành thì bạn sẽ thấy cái tác phẩm mình làm xong như thế này. Và đây là cái code để mình share với học trò. Và đây QR code. Đây bạn click vào đây bạn sẽ thấy bạn có thể in cái này ra, mình bạn dán trong lớp thì học trò sẽ dùng iPad đến scan thì cái topic của mình sẽ hiện lên trên iPad học trò và học trò sẽ bắt đầu làm. Bạn nào có câu hỏi gì không? Mình có đi nhanh quá hay không vậy? Dạ, cho em hỏi một chút ạ. Ok, dạ, bạn cứ hỏi đi. Dạ vâng ạ. Em có lên cái phần em đang ở trong web rồi, Flipgrid rồi, nhưng em chưa nhìn thấy cái chỗ để có thể làm video giống như cô ạ. À, vậy hả? Dạ vâng. Em đang em thấy có phần detail permission. Em không biết là cô vừa rồi là cô làm phần video đấy là ở trong mục nào ạ? À, video nãy mình làm hả? Để mình show bạn. Mình làm hồi nãy mình làm cái video đó là mình làm trực tiếp ở trên web luôn. Đây nè, bạn thấy cái nút màu đỏ không? Video đây nè. Cái nút màu đỏ. Khi bạn trả lời, bạn đánh những câu hỏi của bạn xong thì bạn sẽ thấy cái nút màu đỏ ngay chỗ media đó. Bạn thấy không? Dạ vâng ạ. Đó thì bạn khi bạn click vào đấy thì bạn sẽ làm theo từng step nãy mình chỉ bạn á. Dạ vâng ạ. Em sẽ xem. Tại vì em xem ở trên web thì em chưa thấy có chỗ nào để em có thể... phần viết đúng không ạ? Viết câu hỏi. Là có nghĩa là bạn đang làm trực tuyến luôn đúng không? Dạ vâng, em làm trực tuyến trên web ạ. Trên flipgrid.com ạ. Thì bạn vào phần topic chưa? Trong phần topic em đang đây để em xem phần topic. Bạn phải click vào topic. Dạ vâng ạ. Đúng không? Thì bạn sẽ thấy details hiện ra. À, có phần detail ạ. Phần detail thì có group name và join code ạ. Detail thì bạn có thấy giống như cái giao diện mình đang để trên màn hình không? Dạ không ạ. Em không có giao diện giống như thế này ạ. Giao diện của em thì chỉ có phần join code và phần group name thôi ạ. Còn sau đó thì nó lại chuyển thế sang phần permission và không có phần để em viết câu hỏi và làm video. Vì thế nên em chưa biết là làm ở đâu. Vậy để thử mình hỏi bạn, mấy bạn khác, mấy chị ơi, cho mình hỏi là mấy chị có thấy cái giao diện mình show cho các chị không vậy? Tại vì bạn này không thấy. Mình có thấy đấy. Có thể là bạn đã sign up chưa? À, chắc là em bạn đã sign up. Vâng ạ. Bạn em sign up đã... xong bạn... Em đã sign up rồi ạ, tại vì em đã chuẩn bị từ hôm qua nên em đã đăng ký từ hôm qua rồi. Nên em đang không hiểu là... Trên cái giao diện thì mình thấy có hai cái tab là group với cả topic, thì bạn phải ấn vào topic xong bạn add a topic thì nó sẽ ra. Vâng, em sẽ thử tìm lại, tại vì trong phần detail của em nó lại không có... Em chưa thấy phần topic ở đâu. Tớ thấy... Tớ làm được, tớ thấy có đầy đủ đấy. Mà tớ vừa mới và mới sign up vừa mấy phút vừa rồi thôi. Tớ mới mở vừa rồi, cô giáo bảo tớ mới mở. Dạ vâng ạ. Thế để em kiểm tra lại phần setup của em. Để mình đi tiếp được không? Tại vì thời gian mình có... Dạ vâng ạ. Cô cứ đi tiếp đi ạ. Dạ, vậy các chị vẫn theo được đúng không? Em nói vậy chậm các chị có thể theo được đúng không? Được ạ, bạn cứ chạy, bạn cứ tiếp tục đi. Dạ, bây giờ em xin nói tiếp cái phần kế tiếp là làm thế nào mình sẽ có thể tương tác giữa lớp này với lớp khác. Thì mình cũng vào cái app hồi nãy,
Nhưng mà hồi nãy là mình chọn topic, bây giờ mình sẽ chọn là groups. Khi bạn click vào groups thì bạn sẽ thấy hiện ra cái giao diện như thế này, thì bạn sẽ click vào create a group. Thì sau đó thì bạn tự đặt tên cho cái group của mình, bạn thích tên gì thì bạn đặt tên đó. Ví dụ như em thích group của em là red group thì em sẽ đánh red group. Sau đó em lại đi xuống, em phải bấm vào chữ public. Và đi xuống. Các bạn không cần phải làm gì hết. Đến phần cuối cùng là bạn sẽ thấy hình. Thì có bốn sự lựa chọn, bạn thích features hay là nature hay là people hay là cái gì tùy bạn. Thì bạn chọn một hình sau bạn đó thì bạn sẽ bấm chữ create. Khi bạn bấm chữ create thì sẽ cái giao diện này sẽ hiện lên. Một tí các bạn có thể download những cái trang em đã để lên trên web bằng PDF về. Em nghĩ là các bạn sẽ làm được á. Tại vì em chụp shortcut lại từng phần á. Vậy em đi tiếp nha. Khi mình xong xuôi thì mình sẽ thấy hiện lên như thế này. Mình thấy hiện lên thế này và bạn muốn share với lớp khác để lớp khác có thể tương tác với lớp của mình. Thì bạn sẽ vào Actions, bạn bấm chữ là Ask Copilot. Bạn phải bấm chữ này nha. Khi bạn bấm như vậy thì sẽ hiện ra giao diện như thế này. Thì bạn sẽ đánh địa chỉ email của cô giáo nào đó bạn muốn tương tác. Đó, mình làm ví dụ như vậy. Và mình bấm chữ Invite thì họ sẽ nhận được email của mình. Trong khi đó thì bạn có thể share với cô đó, giống như lớp của mình là lớp cô Đào. Mình có vài học trò thì lớp cô đó thì mình có cái danh sách thì mình sẽ compile giống như bạn Mike. Thì partner của Mike sẽ là Tim. Ben partner là Amy. Thì mình có nghĩa là mình compile và cả hai giáo viên đều sẽ biết bạn partner của người này với người kia là ai. Và sao mình nhớ là mình share cái QR code với lại cái ID này cho bạn, cái cô giáo đó. Thì cô giáo đó cũng sẽ in và dán trên lớp, có nghĩa là hai lớp đều có thì học trò có thể vào để làm được. À, các bạn thấy là phần này mình ok không? Hay các bạn cần có hỏi câu hỏi gì không nhỉ? Phần này ok rồi ạ. Dạ. Vậy em đi cứ đi chậm chậm vậy thôi. Dạ. Rồi đây nè các bạn. Khi là cái cô giáo đó nhận được thì cô giáo sẽ thấy cái email này. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho học trò cách sử dụng Flipgrid trên iPad của học trò như thế nào thì bạn sẽ xem nha. Trước tiên là mình sẽ dùng iPad của học trò download cái app Flipgrid về cho học trò. Tại vì học trò lớp mình là lớp 1 nên học trò không có tự biết làm. Nên là mình sẽ làm cho tất cả các bé lớp mình. Thứ hai là mình phải lấy được địa chỉ email với lại password của học trò. Từ trường, từ phòng IT. Để mình nhập mã cho trẻ. Thứ ba là mình sẽ in cái code và QR code là mình dán trên tường. Khi mà mình nhập xong sẵn sàng cho trẻ thì trẻ sẽ đi đến cái góc đó và scan. Thì cái bài, cái topic của mình sẽ hiện lên và trẻ sẽ bắt đầu làm. Đây, mình nhớ dưới đây nè bạn. Thôi, mình download vào cho lớp của mình. Nhưng mà bạn nhớ một điều là bạn phải vào setting. Cái phần Flipgrid, bạn phải turn on á. Cái microphone với là camera thì khi trẻ quay video thì mới làm được, còn nếu không thì not allowed. Và đó, bạn thấy không, mình, trẻ có thể scan QR code hay là đánh pass vô cũng được, có hai sự lựa chọn. Đây, mình lại gửi tiếp. Thôi, bạn có thể dùng cái này scan để bạn vào lớp mình, bạn thử test coi có được không nha.
Mà điều quan trọng trước khi mà mình làm, mình quay video mình phải nói với trẻ là cái camera lúc nào con phải để ở trên. Nếu mới đầu vừa vào mình đã để ngang, sau mình để ở phía dưới mình quay thì nó sẽ có một vấn đề, đó là cái video nó sẽ bị upside down. Lúc nào vô cũng đầu tiên là camera phải để lên trước, rồi mình mới bắt đầu sử dụng cái app này. Cái điều này quan trọng nha. Đây. Đó, khi mà trẻ scan nè, bạn thấy không, mình đánh nè. Trẻ scan thì trẻ sẽ thấy cái phần này và trẻ sẽ bấm vào record a video. Bấm này vào record the video, đúng không? Record response. Thì bấm như vậy thì sẽ xuất hiện lên ra cái giao diện là record, giống như hồi nãy mình chỉ bạn cách làm video vậy đó. Cứ làm từng bước như vậy. Đó, ví dụ này mình chỉ giới thiệu thôi. Sau khi quay video có nghĩa là bạn phải show trẻ lại nha. Rồi, làm xong cũng take selfie luôn. Rồi phải ghi tên của mình trên đây. Ví dụ như là bạn đó tên Thơm thì bạn đó phải đánh chữ Thơm vào. Đánh xong xuôi bạn đó phải submit. Khi submit xong thì bạn đó lại chọn cái effects, thì chọn frame hay là sticker gì đó. Khi làm xong mới bấm chữ confirm. Confirm, bạn thấy không? Sau khi xong success là mình done. À, đến lúc khúc này thì các bạn biết cách làm chưa vậy? À, chắc là cứ thử thì sẽ làm được ạ. Nhưng mà bạn cho mình hỏi là mỗi một học sinh ý, cái video của các con ý, thì được phép cái dung lượng nó là bao nhiêu phút? Nó có thể dài được maximum là bao nhiêu? Nghĩa nói như vậy là cô nào? Dạ, tùy vào cái bài, những câu hỏi mà chị muốn. Và cái thời gian hồi nãy em có chỉ ở trong cái slide kia đó, là chị có thể chị coi cái câu hỏi mà chị hỏi trẻ có dài hay không thì mình sẽ chọn thời điểm tức là tức là ý mình nói là bạn đã sử dụng cái Flipgrid rồi thì cái trang mạng này nó cho phép mình dùng cái maximum cái video dung lượng là bao nhiêu thì nó có thể workable ấy. Dạ, để cho em tí. Nhưng mà bản thân em thì tại vì lớp 1 em chưa có sử dụng maximum, em vẫn thường sử dụng là 1 phút 60 giây thôi á chị. Ừ, tại vì mình dạy trẻ lớn hơn nên mình dạy cấp 2 á, thì thường là một cái video mà các con thường làm nó ở cái trình độ cao hơn, nó là intermediate 2 rồi, thì thường là các con phải bị yêu cầu là làm một cái bài nó đạt yêu cầu về là nó phải khoảng độ 3 đến 4 phút chiều dài của video ấy. Dạ, bây giờ để em quay lại em xem nha. Ờ, ok. Yeah. Alo cô ạ, ở trong phần cài đặt mà cho học sinh làm topic camera về quay video ấy, nó có cho mình cài đặt chọn chế độ dung lượng thời gian đấy ạ. Ví dụ muốn 1 phút 35 thì cũng được, mà muốn 3 đến 4 phút cũng được luôn. Dạ, yeah, thì... bạn xem là maximum là bao nhiêu? Cho 10 phút. Ok. Ok, mình cảm ơn. Chị ơi, bây giờ các bạn ơi, mình có thể qua một cái phần cuối cùng không? Rồi tí xíu mình hỏi tiếp được không? Tại vì em cỡ hết giờ. Dạ, em chỉ một cái phần này em nghĩ là nó cũng rất là quan trọng. Đây. Bây giờ nếu như là làm thế nào mỗi khi mà cái quay video lỡ nó bị tình trạng là upside down. À, thỉnh thoảng nó hay xảy ra lắm thì trẻ nó đâu có chịu đâu, thì mình phải giúp trẻ để fix nó. Ví dụ như bạn này bạn làm xong mà bạn bị upside down như vậy thì em sẽ chỉ cho các chị nha. Thì mình phải vào cái response của bạn đó, nhưng vào action thì bạn thấy cái chữ download video thì bạn sẽ click vào đó. Khi bạn click vào đó thì sẽ hiện ra giao diện như thế này. Thì bạn click vào download video. Khi bạn download xuống rồi thì bạn vào cái phần download trong máy của mình á. Đây, bạn kiếm cái hình đó. Bạn thấy không? Cái file đó. Khi kiếm cái file đó được, bạn mở ra. Bạn mở ra thì bạn phải vào edit, rotate left.
thì bạn cứ rotate, khi nào bạn thấy nó hình nó trở lại bình thường thì bạn sẽ ngưng. Ngưng và bạn save cái file đó lại. Thì bạn save đó lại, bạn nhớ là ghi tên của bạn, của học trò đó vào, bấm chữ save. Đây. Nào bạn thấy nha. Khi xong sau đó là bạn trở về. Rồi bạn trở về trong cái phần mà bạn đó đã làm bị upside down. Khi bạn trở về thì bạn sẽ vào cái chỗ mà cái topic của mình và bạn bấm vào chữ actions. Thì bạn phải bấm chữ recall a response again. Bạn thấy không? Khi mà bạn bấm như vậy sẽ hiện lên giao diện như vậy. Thì bạn sẽ không làm video, bạn không có recall, mà bạn phải bấm vào upload clip. Khi như đó là bạn thấy như vậy thì bạn sẽ bấm vào đây. Khi bạn bấm vào này, bấm vào upload video thì hiện ra giao diện như thế này. Thì bạn vào cái video hồi nãy bạn đã chỉnh, bạn click vào đó và bạn mở là open. Open thì cái video nó sẽ nhảy vào. Nhảy vào bạn cũng sẽ làm từng step đến lúc cuối cùng luôn. Là bạn done. Thì cái video mới nó sẽ public lên. Đó, khi bạn public lên rồi thì bạn vào, bạn thấy cái video mà upside down hồi nãy á, mình không bấm vào chữ download video mà có chữ delete, thì bạn bấm chữ delete cái video đó bị sai đi. Có nghĩa là bây giờ mình đã có một cái video mới rồi. Dạ, bây giờ em muốn hỏi là bạn nào có câu hỏi gì nữa không ạ? Dạ, anh chị nào có câu hỏi gì không? Cho mình hỏi, lúc nãy có phải bạn nói là cái Flipgrid này có thể dùng cả trên điện thoại lẫn iPad đúng không? Tại vì là các bạn ở trường Việt Nam thì không có iPad ấy, thì có thể sử dụng đến điện thoại của cô để sử dụng, có được không? Cái này thì mình sử dụng trên điện thoại là chỉ khi nào là trẻ scan cái topic của mình thôi nha chị, là được. Còn mà để tạo topic với lại để fix những cái gì đó hay để share với lại cái lớp khác thì mình bắt buộc mình phải dùng laptop nha chị. Dạ. Là trẻ có thể dùng iPad được, điện thoại được. Mình có... Rồi, cảm ơn bạn. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ. Dạ. Tất cả các bạn còn có câu hỏi gì nữa không ạ? Hiền ơi. Một lần nữa cảm ơn cô chia sẻ những ý kiến hôm nay. Tuy nhiên thì mình làm việc ở trường công hay là đôi khi mình làm việc ở trường tư thì đôi khi mà các bạn không có iPad, không có được phép đem cái iPad vô lớp hoặc là không có được phép đem cái iPhone vô lớp. Và cô nói là mình sẽ dán một cái tờ trên trên tường, nhưng mà trong trường hợp mình không thể làm vậy thì các bạn chỉ ghi xuống cái số đúng không, cái mã, xong rồi họ về thì họ có thể làm dạ, bài học ở nhà. Dạ, thầy có thể in cái tờ giấy đó phát về nhà cho trẻ thì trẻ. À, tại vì cái số cái mã thôi không đủ hả cô? Dạ cũng được luôn thầy, nếu mà thầy in được hai cái thì bạn muốn sử dụng cái nào cũng được. Cảm ơn cô. Dạ cảm ơn thầy. Dạ.
Cảm ơn các bạn đã nghe bài giảng của mình. Dạ. Ôi, chỉ xin hỏi một câu thôi ạ. Dạ. Nếu mà học sinh dùng điện thoại để làm video thì quay như thế nào thì cho nó tốt? Dạ. Tức là chiều quay là để quay dọc hay quay ngang cô nhỉ? Dạ, lúc nào em cũng nói camera phải lên trên. Đầu tiên camera phải lên trên. Dạ. Tức là cái điện thoại mình cũng phải để lên trên như cái thằng iPad đúng không ạ? Đúng rồi chị. Ok. Dạ. Dạ. Em cảm ơn. Cảm ơn bạn. Cảm ơn cô nhiều ạ. Cảm ơn cô ạ. Cảm ơn cô ạ. Bye bye. Họ có làm việc họ phải quay lại thôi. Tóm lại là bây giờ làm kiểu nào? Cái gì? Cho anh hỏi xem thầy hỏi Đào gì? Nguyễn lát rồi kìa. Thầy hỏi cái gì? Thầy sao lại nghe rồi? Hello, Miss Proctor. Can I just ask one more question? Since I see there's a recording going on right now, are we gonna be able to watch this again after another time? After the session's over. Sorry, your microphone's off. Yes, I have. Yeah, there will be. Okay. Yeah, awesome. There will be a recording for you all, and if you'd like to send questions to the presenters, you can also reach out and you can do the questions now. But I wonder if Miss Dao has lost connection. I know she stepped out really quick. Yeah, okay. So if you would like to share some questions here, I will leave it this open for 5 minutes. Even you could interact if you would like to. Awesome. Oh, one other question, because there's so much good content today, eh? There was another program about role-playing games in the classroom. Is that going to be available for, even though we're here at this workshop, we're going to be able to watch the workshop on the other side as well later at the time? Yeah, there will be all the recordings of the workshop, so you will have access awesome. To see the recordings of the other workshops if you could not attend. So yeah. That will be shared too with everyone. Cool. Is there any other question that people would like to share here in the group? If not, we can say goodbye Rebecca? To everyone. Yes, Ceci. Hi, everybody. Just letting you know that Dao is signing back in case anybody has any questions. I don't think she knew she was supposed to stay on for a little bit, but she's coming okay, back. Okay. So just letting you know. So if people want, thank you, Ceci. If people would like to stay a little bit, meanwhile we're waiting, Dao is going to answer the questions that you may have. Okay, she's coming back here for you to ask her questions about Flipgrid and any other extension that you would like to. Miss Dao, you can go ahead with leading now the group for questions. Yeah, anh chị nào có question gì hãy hỏi em vậy? Cô Đào ơi, cô có thể cung cấp cho bọn em cái recording bài giảng của cô được không ạ? Dạ được. Dạ, bọn em có thể nhận được qua kênh nào hoặc tại vì em muốn xem lại để làm phần topic vào group ạ. À, cái đó hả? Dạ. Tại vì em bị miss mất với cái phần topic. Dạ, vậy bây giờ bạn có thể cho mình địa chỉ email, mình sẽ làm record rồi mình sẽ gửi cho bạn được không? À dạ vâng ạ, em là email em là em đọc luôn đúng không ạ? Dạ. Dạ. Hạnh.dươngthịminh. Dương Thị Minh hả? Dạ. Dạ vâng ạ. Dạ. Hạnh.dươngthịminh a@wellspring.edu.vn ạ. Hay là bạn có thể gửi email cho mình được không? Email mình để trên slide mình bạn gửi. À ok ạ, vâng ạ. Bạn hãy gửi email cho mình. Mình dạ dạ. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn cô ạ. Dạ, cảm ơn. Hồi nãy mình cũng hỏi cái câu kia thì tất cả video này sẽ được đăng lên trên, hình như là trên Wova thì mình có thể tải về sau. Thì yeah. Nếu mình muốn coi lại và tất cả chương trình cùng giờ yeah. thì cũng sẽ được đăng lên, cho nên nếu ai không có
không có mặt tại cái workshop đó thì họ cũng có thể xem lần sau này. Dạ, cảm ơn thầy. Dung ơi, Dung hỏi em gì không? Dung. Dạ. Miss Dao? Yes. Miss Dao, is there any more question for you or things are good? We can close up the session and say thank you to everyone. Yeah, no more questions. Yes. Yeah. Okay, so thank you everyone for joining the workshop. If you have any other question, please reach out. We will do our best to put you in contact with Miss Dao. Thank you so much to everyone and have a good day. Yeah, em chào các bạn. Em cảm ơn. Yeah, hẹn gặp lại năm sau.